Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh bị đe dọa trong trại giam 3 sao. Thưa quý vị, bản tin từ Hà Nam. Ban giám thị trại giam 3 sao ở tỉnh Hà Nam đe dọa tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh, người đang thụ án tù 6 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo như gia đình, thì giám thị trại giam gây khó dễ cho anh trong việc sinh hoạt, không cho anh gọi điện về cho gia đình và không được nhận thư. Giám thị còn đe dọa nếu anh không nghe lời thì chúng sẽ chuyển anh sang một phòng riêng biệt. Sự việc bắt đầu từ đầu tháng 2 khi Khánh làm đơn khiếu nại việc Tòa án Cộng sản tỉnh Thái Nguyên không xem xét đơn kháng án của anh sau khi kết tội anh ở phiên sơ thẩm ngày 25 tháng 10 năm 2017. Khánh nói với gia đình rằng anh có thể bị tước đi một số quyền của tù nhân trong thời gian tới và có thể gia đình không được gặp anh. Nếu như anh không liên lạc hoặc là được gặp gia đình thì đồng nghĩa với việc anh đang trong tình trạng nguy hiểm. Trong tuần, sinh viên luật Trương Thị Hà từ Sài Gòn có phàn nàn rằng thư cô gửi cho Khánh bị trả lại. Phan Kim Khánh sinh năm 1983, bị bắt ngày 21 tháng 3 2017 vì những bài viết chống tham nhũng và cổ suý dân chủ đăng trên trang mạng xã hội. Sau khi bị kết án 6 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm, anh đã nộp đơn kháng cáo nhưng không được xem xét. Anh là một trong hơn 250 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Theo những thống kê của tổ chức Người bảo vệ nhân quyền. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.